Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Mai Phương, Marketing Analyst của công ty PCTech Việt Nam. Như quý vị và các bạn đã biết, Flamco là nhà sản xuất bình giãn nở lớn nhất và nổi tiếng hàng đầu thế giới. Bình giãn nở của Flamco là dòng bình giãn nở chất lượng cao, có độ bền và tuổi thọ được xem là ổn định nhất trên thị trường bình giãn nở hiện nay. Bình giãn nở của Flamco có tuổi thọ cao gấp 3 đến 5 lần các thương hiệu bình giãn nở khác trên thị trường. Các thương hiệu bình giãn nở khác trên thị trường thường có tuổi thọ từ 1 đến 3 năm là đã cần phải thay mới. Giả dụ nếu muốn sử dụng bình giãn nở trong vòng 15 năm thì phải cần tới 5 chiếc bình giãn nở thông thường. Nhưng chỉ với một chiếc bình giãn nở của Flamco dòng bảo hành 7 năm thì sau 7 năm chúng ta mới cần phải thay thế. Hay như dòng bảo hành 15 năm thì sau tận 15 năm chúng ta mới cần phải nghĩ đến chuyện thay chiếc bình khác. Tuy thời gian bảo hành là vậy, đã có những chiếc bình giãn nở của Flamco sau khi hết hạn bảo hành vẫn có thể hoạt động tốt lên tới vài chục năm. Thực tế là chiếc bình giãn nở Flexcon đã gây kinh ngạc khi vẫn hoạt động tốt sau 53 năm mà không cần phải thay thế bất kỳ một bộ phận nào. Chỉ khi chủ đầu tư muốn nâng cấp hệ thống heating cũ nên đã thay chiếc bình cũ bằng một chiếc bình giãn nở mới. Điều này đã được Flamco công bố ở trên website của hãng và cũng đã được PCTech nhắc tới ở một số video trước. Trong video ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn dòng bình giãn nở Flexcon Premium của Flamco, nổi tiếng là có độ bền cao, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, giúp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, có tiêu chuẩn bảo hành 15 năm và tuổi thọ lên tới vài chục năm, chỉ có ở Flamco này nhé. Vậy điều gì đã giúp dòng bình giãn nở Flexcon Premium của Flamco có thể bền đến như vậy? Hãy cùng tôi tìm hiểu lý do nhé. Lý do đầu tiên, bình giãn nở Flexcon Premium có màng làm bằng chất liệu polyolefin, nhựa nhiệt dẻo TPO, có độ co giãn cao và độ thẩm thấu cực thấp, giúp đảm bảo áp suất nạp trước được duy trì lâu hơn. Hiệu suất môi trường của màng mới này tốt hơn rất nhiều so với màng cao su. Chất liệu polyolefin nhiệt dẻo có thể cháy sạch hơn hoặc tái chế thành các sản phẩm khác hiệu quả, do đó thân thiện với môi trường hơn. Thứ hai, bình giãn nở Flexcon Premium được sản xuất bằng công nghệ mới, có màng nhựa nhẹ hơn rất nhiều nhờ vào việc cần ít hơn tới 50% nguyên liệu thô để sản xuất. Điều này cũng đã giúp Flamco tiết kiệm nguyên liệu đầu vào, tiết kiệm năng lượng và nhiên liệu trong quá trình sản xuất và vận chuyển. Bình giãn nở Flexcon Premium với tuổi thọ bền bỉ được đảm bảo với chế độ bảo hành 15 năm sẽ giúp chủ đầu tư tiết kiệm chi phí hiệu quả. Với phương pháp phân tích vòng đời sản phẩm LCA, nhà sản xuất Flamco có thể xác định được rằng bình giãn nở Flexcon Premium có phát thải khí nhà kính ít hơn và gây ít tác động tới môi trường hơn khoảng 66% trong suốt vòng đời so với bình giãn nở của các thương hiệu khác. Lý do thứ ba, màng của bình giãn nở Flexcon Premium được thiết kế theo kiểu đai kẹp. Thay vì kết nối hàn mang tới độ linh hoạt tốt, màng dạng chậu được định hình trước, không giống với dòng bình giãn nở có màng dạng túi cao su, dễ bị co gập và nhào gấp khi nước ra hết khỏi bình, dẫn tới tuổi thọ sẽ giảm đi nhiều hơn. Thay vào đó, màng hình chậu có thể ngăn ngừa sự kéo giãn, giúp các đặc tính của màng bình được bảo toàn trong thời gian dài sử dụng. Ngoài ra, bình giãn nở có thiết kế chia làm hai nửa trên và dưới. Hai nửa này còn được tráng phủ trước khi lắp ráp, nhờ vậy mà không có nguy cơ ăn mòn trên vòng kẹp và giúp màng ngăn không bị sốc nhiệt, tránh được việc giảm tuổi thọ của bình trong quá trình sản xuất. Lý do thứ tư, phần đai kẹp được làm từ thép mạ kẽm độc đáo, giúp cố định chắc chắn màng ngăn ở giữa hai nửa bình thép. Điều này không chỉ đảm bảo độ kín hoàn hảo mà còn ngăn ngừa hư hỏng cơ học của màng ngăn trong quá trình sử dụng, giúp phân bổ tải trọng trên toàn bộ khu vực kẹp chứ không phải chỉ tại một điểm treo trung tâm. Và lý do cuối cùng, phần rỗng trong bình được nạp đầy bằng khí nitơ, giúp ngăn ngừa sự ăn mòn và hạn chế mất áp suất hơn. Van khí nitơ được lắp chìm trên bình để bảo vệ bình khỏi hư hỏng. Ngoài ra, van này còn được bảo vệ thêm bằng tấm phủ làm từ nhựa tái chế. Để chứng minh cho sự bền bỉ của bình giãn nở Flexcon, nhà sản xuất Flamco đã ghi lại quá trình thử nghiệm độ chịu lực của bình giãn nở Flexcon với thông số kỹ thuật là 63 nhưng lại có thể chịu đựng được áp lực lên tới 17,53. Tại Việt Nam, PCTech là nhà phân phối các dòng bình giãn nở Flexcon Premium của Flamco có dung tích từ 2 lít tới 80 lít với áp suất làm việc 33 hoặc 63 và dòng bình giãn nở Flexcon Top từ 110 lít tới 1.000 lít, bảo hành 7 năm, loại bình giãn nở sử dụng cho hệ nước nóng và nước lạnh, hệ HVAC, theo chứng nhận châu Âu, chất lượng cao cấp, xuất xứ Hà Lan. Chúng tôi tự hào khi đồng hành cùng nhà sản xuất Flamco trong công cuộc đổi mới công nghệ, xây dựng một thế giới bền vững hơn, bảo vệ môi trường toàn cầu và góp phần mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội. Quý vị và các bạn vui lòng truy cập vào website pctech.com.vn hoặc gửi thông tin qua địa chỉ email sales@pctech.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline 0962875986 để nhận được tư vấn cụ thể về dòng bình giãn nở này nhé. Hãy đăng ký theo dõi và nhận thông báo từ kênh YouTube của PCTech Việt Nam để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào về các giải pháp mà PCTech đang phân phối. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.